Chào các em học sinh lớp 9 trường Chu Văn An. Tiết học ngày hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau ôn tập lại hệ thống lại các kiến thức mà chúng ta đã học trong những tuần qua để chuẩn bị cho kỳ kiểm tra cuối học kỳ 2 sắp tới. Mời các em lấy tập lấy viết ra để chúng ta ghi lại cái phần nội dung cô ôn tập để giúp cho các em có thể làm bài tốt, đạt điểm cao trong kỳ thi kỳ kiểm tra cuối học kỳ 2 sắp tới. À, về phần nội dung ôn tập ngày hôm nay cô sẽ ôn tập cho các em với hai nội dung nội dung thứ nhất đó là về phần lý thuyết nội dung thứ hai đó là về phần kỹ năng với phần lý thuyết chúng ta sẽ tập trung ở hai bài đó là bài 38, 39 phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển và à, bảo vệ môi trường à, tài nguyên biển đảo của Việt Nam à, kỹ năng thứ hai hay còn gọi là phần thực hành và chúng ta sẽ tập trung ở ba bài 35, 36 và bài 37 Chúng ta sẽ lần lượt ôn tập từng nội dung một Nội dung thứ nhất là phần lý thuyết Ở phần lý thuyết này cô sẽ kiểm tra các em với hai hình thức Hình thức thứ nhất đó là phần trắc nghiệm và hình thức thứ hai đó chính là phần tự luận. Với trắc nghiệm chúng ta sẽ kiểm tra với Câu hỏi là tổng số câu hỏi là 16 câu hỏi Với số điểm là 4 điểm Mỗi một câu trung bình là 0,25 điểm Tuy nhiên với phần đề cương ôn tập Thì cô sẽ đưa ra 36 câu trắc nghiệm Và trong 36 câu trắc nghiệm đó Cô sẽ lựa chọn 16 câu để các em làm bài kiểm tra cuối kỳ sắp tới Còn về phần tự luận Phần tự luận sẽ chiếm một điểm À, bây giờ chúng ta sẽ lần lượt ôn à, tập hai bài đó là bài 38 và bài 39. Lãnh thổ của Việt Nam gồm hai bộ phận đó là phần đất liền và phần biển. Với phần đất liền diện tích của Việt Nam là 331.212 km vuông còn với phần biển của Việt Nam, phần biển của Việt Nam có diện tích là khoảng 1 triệu km vuông Như vậy thì các em có thể tính được cái diện tích của vùng biển Việt Nam rộng gấp mấy lần so với diện tích phần đất liền à, và à, trong cái vùng biển của Việt Nam chúng ta à Vùng biển Việt Nam chúng ta là một bộ phận của Biển Đông, bao gồm có 5 bộ phận, đó là vùng nội thủy, vùng lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. Việt Nam là một quốc gia có cái đường bờ biển dài 3.260 km và cả nước trên phần đất liền có 63 tỉnh thành, thì trong đó có 28 tỉnh thành giá với biển. Ở trong vùng biển của Việt Nam có khá nhiều vịnh như là vịnh Bắc Bộ, vịnh Hạ Long, vịnh Thái Lan, vịnh Cam Ranh, vân vân và trong số các cái vịnh đó thì hai vịnh biển lớn trong vùng biển Việt Nam đó là vịnh Bắc Bộ và vịnh Thái Lan và vịnh Hạ Long là một trong những vịnh biển nổi tiếng đẹp ở nước ta đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên của thế giới cũng trong vùng biển của Việt Nam chúng ta có khoảng 4.000 đảo lớn nhỏ khác nhau à, trong đó có khoảng 3.000 đảo à, nằm ở gần bờ và à, khoảng 1.000 đảo nằm ở xa bờ à, trong số các đảo đó thì đảo lớn nhất đó là đảo Phú Quốc à, thuộc tỉnh à, Kiên Giang à, ở vùng à, đồng bằng sông Cửu Long của nước ta à, có những nơi đảo nằm riêng lẻ một mình nhưng mà có những nơi đảo quay quần quay tụ tập trung lại thành một vùng chúng ta gọi đó là quần đảo và việt nam chúng ta có nhiều quần đảo như là quần đảo cô tô quần đảo nam du quần đảo thủ chu quần đảo hà tiên à, quần đảo hoàng sa và trường sa trong đó, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là hai quần đảo lớn ở nước ta và đây là hai quần đảo thuộc chủ quyền à, của nước ta. Quần đảo Hoàng Sa thuộc à, à, tỉnh Đà Nẵng, còn quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa. À, trong số các cái quần đảo thì hai quần đảo nằm xa à, về phía đông nhất ở nước ta đó là Hoàng Sa và Trường Sa, đặc biệt là Trường Sa và trong vùng biển Việt Nam chúng ta có thể phát triển mạnh các ngành kinh tế biển như là ngành khai thác chế biến nuôi trồng hải sản, ngành giao thông vận tải biển, ngành du lịch biển đảo, ngành khai thác khoáng sản biển. Chúng ta sẽ lần lượt ôn tập các cái ngành kinh tế này. Đầu tiên là cô muốn nói đến ngành khai thác nuôi trồng và chế biến hải sản vùng biển Việt Nam có hơn 2.000 loài cá trong đó có khoảng 110 loài cá có giá trị kinh tế cao nhưng cá nục cá trích cá thu cá ngừ và cá hồng trong vùng biển Việt Nam có cái trữ lượng hải sản lớn khoảng 4 triệu tấn cho phép mỗi một năm chúng ta có thể khai thác khoảng 1,9 triệu tấn trong đó, vùng ven biển gần bờ chúng ta có thể khai thác với cái khả năng khoảng 500.000 tấn trong một năm, còn lại là ở vùng biển xa bờ. Tuy nhiên, cái hoạt động của cái ngành khai thác và nuôi trồng hải sản ở nước ta còn nhiều bất hợp lý, trong khi cái hải sản đánh bắt ven bờ chúng ta đã vượt qua mức khả năng cho phép cao gấp 2 lần so với khả năng cho phép trong khi đó cái hải sản đánh bắt xa bờ chỉ bằng 1 phần năm so với khả năng cho phép đó là cái ngành khai thác nuôi trồng và chế biến hải sản ở nước ta vì chính vì chúng ta tập trung khai thác ở cái vùng ven biển gần bờ nên cái nguồn lợi hải sản ven bờ đang bị suy giảm nghiêm trọng như vậy chúng ta cần phải ưu tiên các hoạt động đánh bắt xa bờ hơn nữa bởi vì cái nguồn lợi thủy sản ven bờ của nước ta cô nhắc lại là đang bị suy giảm nghiêm trọng. Vậy để bảo vệ cái nguồn lợi hải sản ở nước ta thì chúng ta cần phải áp dụng một số những cái biện pháp nào. Thứ nhất là chúng ta nên đầu tư tăng cường đánh bắt xa bờ để giảm bớt cái lượng đánh bắt hải sản ven bờ. Bên cạnh đó chúng ta phát triển ngành nuôi trồng cá tôm, đặc biệt là hải sản biển, biển ven bờ theo hướng công nghiệp. Bên cạnh đó phát triển đồng bộ và hiện đại hóa công nghiệp chế biến hải sản. Ngành kinh tế biển thứ hai đó chính là ngành khai thác khoáng sản biển trong vùng biển của Việt Nam đặc biệt là ở thềm lục địa phía Nam chúng ta có một cái nguồn khoáng sản dầu mỏ và tự nhiên rất là lớn tập trung ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thuộc đây là một cái tỉnh thuộc vùng đông nam bộ ở nước ta dầu khí được xem là ngành kinh tế biển mũi nhọn ở nước ta ngành này chiếm một cái vị trí quan trọng hàng đầu trong sự nghiệp công nghiệp quá hiện đại quá đất nước, nước bên cạnh cái nguồn khoáng sản biển là dầu mỏ và khí tự nhiên ra thì chúng ta còn có một số những cái nguồn khoáng sản biển khác À, ví dụ như là muối à, nước ta là một à, cái vùng biển của Việt Nam chúng ta à, là một cái vùng biển rộng khoảng 1 triệu km vuông à, có thể nói biển Việt Nam là một cái nguồn muối vô tận là một cái kho muối vô tận nghề muối à, nghề muối được phát triển từ lâu đời ở nhiều vùng ven biển của nước ta dọc từ Bắc vào Nam đặc biệt là cái vùng ven biển Nam Trung Bộ có những cái bãi muối nổi tiếng như là bãi muối Sao Quỳnh thuộc tỉnh Quảng Ngãi bãi muối Cà Ná thuộc Ninh Thuận và dọc bờ biển chúng ta cũng có nhiều bãi cát chứa oxit titan có giá trị xuất khẩu cao hay là cát trắng cát trắng được xem là nguyên liệu cho công nghiệp thủy tinh pha lê có nhiều ở đảo vân hải của quảng ninh và cam ranh ở khánh hòa trong số các loại khoáng sản mà cô vừa nhắc đến thì cái khoáng sản được xem là quan trọng nhất đó chính là dầu mỏ và khí tự nhiên có ở thềm lục địa phía nam của nước ta những cái thùng dầu đầu tiên ở Việt Nam chúng ta được khai thác vào năm 1986 và từ đó đến nay cái sản lượng dầu liên tục và được tăng lên qua các năm ngành kinh tế em à, điểm thứ ba mà cô muốn nhắc đến à, đó chính à, là à, ngành du lịch biển. À, nước ta có nhiều tiềm năng à, phát triển cái ngành du lịch biển đảo à, dọc bờ biển của nước ta, suốt từ bắc tới nam có trên 120 bãi cát dài, phong cảnh đẹp thuận lợi cho việc xây dựng các khu du lịch các khu nghỉ dưỡng nhiều đảo ven bờ có phong cảnh kỳ thú hấp dẫn khách du lịch đặc biệt là vịnh hạ long vịnh hạ long khi nãy cô nói đã được unesco công nhận là một di sản thiên nhiên của thế giới một số trung tâm du lịch biển đang được phát triển nhanh thu hút nhiều khách du lịch ở nước ngoài vậy thì cái điều kiện nào cho phép cái hoạt động du lịch biển ở nước ta diễn ra quanh năm đó chính là nhờ cái khí khí hậu của nước ta khí hậu nước ta là khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm quanh năm cho phép các hoạt động du lịch biển của nước ta cũng diễn ra quanh năm à, dọc cái bờ biển của việt nam chúng ta từ bắc đến nam chúng ta có rất nhiều à, những cái bãi biển đẹp à, những cái bãi tắm tốt à, nhưng mà Ừ, trong số các cái vùng kinh tế thì cái vùng kinh tế duyên hải nam trung bộ là có lợi thế để phát triển ngành du lịch biển đảo hơn so với các cái vùng kinh tế khác vừa qua là à, trường chúng ta đã tổ chức cho học sinh lớp 9 đi tham quan một trong những cái bãi tắm đẹp ở nước ta đó chính là mũi né thuộc tỉnh bình thuận đây là một tỉnh nằm ở cực nam của duyên hải nam trung bộ và ngành kinh tế thứ tư cô muốn nhắc đến đó là ngành giao thông vận tải biển nói đến ngành giao thông vận tải biển thì chúng ta phải nói đến cái vùng biển của việt nam chúng ta nước ta nằm gần với nhiều tuyến đường biển quốc tế quan trọng, à, ven bờ biển của nước ta có nhiều vũng vịnh có thể xây các cảng nước sâu à, và một số cửa sông cũng à, có nhiều cái thuận lợi để chúng ta à, có thể xây dựng à, những cái cảng sông và những cái điều kiện trên cho phép chúng ta phát triển giao thông vận tải biển giữa các địa phương với nhau cũng như là giữa nước ta với nước ngoài. À, Nước ta có khoảng 90, à, hiện nay là có khoảng một hơn 120 cảng biển, trong đó à, cảng có công sức lớn nhất đó là cảng Sài Gòn. À, đây là một trong những cảng à, lớn ở nước ta, được xem là cảng quốc tế ở nước ta ở phía Nam. Còn ở phía Bắc thì chúng ta có à, cảng à, Hải Phòng, ở miền Trung thì chúng ta có à, cảng Đà Nẵng à, và... À, trong số các cảng biển ở Việt Nam chúng ta thì cái cảng biển được xem là đẹp và tốt đó chính là cảng Cam Ranh thuộc Khánh Hòa. À, trong giai đoạn tới để đội tàu biển của nước ta phát triển mạnh à, thì à, nước ta đã phát triển nhanh các cái đội tàu à, chở container, tàu chở dầu à, và các tàu chuyên dụng khác để có cái lực lượng hàng hải mạnh và hiện đại à, bên cạnh những cái thuận lợi mà biển mang đến cho à, chúng ta cũng như là tạo điều kiện cho các ngành kinh tế biển ở nước ta phát triển thì biển cũng mang đến không ít những cái khó khăn những cái thiên tai cho con người và cái thiên tai thường xảy ra trên biển đó là bão trung bình mỗi một năm nước ta có khoảng từ 8 đến 10 cơn bão Tuy nhiên có năm thời tiết thay đổi thất thường thì cái số cơn bão cũng ít hay nhiều hơn so với mức trung bình là tùy thuộc vào mỗi năm à, và à, bên cạnh đó thì cái nguồn lợi hải sản của nước ta đã có chiều hướng giảm sút nghiêm trọng và cái chiều hướng giảm sút này là do nhiều nguyên nhân à, nguyên nhân thứ nhất là chúng ta à, đánh bắt hải sản quá mức đặc biệt là đánh bắt hải sản ven bờ quá mức khiến cho cái nguồn hải sản nước ta bị giảm sút và nguyên nhân thứ hai đó là vấn đề ô nhiễm môi trường biển như các em biết là ô nhiễm môi trường biển thì do rất nhiều nguyên nhân các cái nước thải trong sinh hoạt hàng ngày của các khu dân cư đổ ra cống rãnh cống rãnh đổ ra sông tất cả các con sông đều đổ về biển như vậy cái nước thải từ trong các khu dân cư các khu công nghiệp hoặc là các cái khu khai thác dầu À, các khu du lịch vân à, vân đây là một trong những cái nguyên nhân gây ô nhiễm cái nguồn nước biển ở nước ta khiến cho cái sinh vật biển của nước ta à, bị giảm sút nghiêm trọng à, trong những năm gần đây à, và cái à, biểu hiện trực tiếp cho sự ô nhiễm của vùng biển của nước ta là cái chất lượng nhiều vùng biển của nước ta bị giảm sút và trong số các cái nguyên nhân gây ra làm ô nhiễm cái nguồn nước biển của nước ta đó chính là các cái hoạt động công nghiệp và trong sinh hoạt của con người đây là cái nguyên nhân chủ yếu à, như vậy để bảo vệ môi trường biển thì chúng ta cần phải áp dụng những cái biện pháp nào à, cái thứ nhất là chúng ta phải nên xử lý những cái chất thải, những cái nước thải từ các khu dân cư, khu công nghiệp quá chất, khu khai thác dầu khí hoặc là khu du lịch vân vân trước khi thải ra môi trường nước, môi trường biển. Thứ hai nữa là chúng ta cần phải bảo vệ tốt rừng, đặc biệt là rừng đầu nguồn và đồng thời cũng trồng thêm rừng ven biển đặc biệt là rừng ngập mặn để phòng chống những cái thiên tai trên biển như là bão, đồng thời bảo vệ các cái rạn san hô ngầm bởi vì các rạn san hô ngầm này là nơi cư trú của các loài sinh vật biển, chúng ta cần phải bảo vệ tốt cái môi trường biển khi đánh bắt cá không được dùng chất nổ để đánh bắt cá, cũng như là đánh bắt cá phải sử dụng lưới đúng quy định, đánh bắt cá đúng thời vụ, không đánh bắt cá quá nhỏ, quá bé hoặc khi cá đang có trứng, chúng ta nên đầu tư khai thác hải sản chuyển từ gần bờ sang xa bờ để bảo vệ cái nguồn lợi hải sản đang bị giảm sút nghiêm trọng hiện nay ở vùng ven biển. Như vậy là cô đã ôn tập cho các em về phần nội dung lý thuyết, phần trắc nghiệm. Bên cạnh đó còn một cái hình thức kiểm tra lý thuyết nữa đó là phần tự luận như khi nãy cô nói trong phần tự luận này cô có thể hỏi các em một câu hỏi nhỏ ví dụ như là nhờ đâu vùng biển nước ta giàu về nguồn lợi hải sản hoặc là tại sao à, chúng ta cần phải ưu tiên phát triển khai thác hải sản ven bờ hoặc là tại sao à, nghề muối lại phát triển mạnh ở vùng ven biển nam trung bộ vân vân À, như vậy là phần lý thuyết cô sẽ tập trung ở hai bài đó là bài 38 và bài 39 à, nội dung thứ hai à, trong phần kiểm tra cuối học kỳ chúng ta đó là phần kỹ năng hay còn gọi là phần thực hành gồm có hai phần à, hai phần hay nói cách khác là hai nội dung nội dung thứ nhất đó là đọc bản đồ chúng ta sẽ dựa vào tập bản đồ trang 28 29 để kể tên các cái tỉnh thành phố của vùng đồng bằng sông cửu long cũng như kể tên các trung tâm công nghiệp của vùng đồng bằng này à, trong số à, các trung tâm công nghiệp đó cho biết trung tâm công nghiệp nào là lớn nhất đa dạng nhất và hãy kể tên các ngành công nghiệp thuộc trung tâm này à, nội dung thứ hai là chúng ta sẽ tính tỷ lệ và vẽ biểu đồ từ đầu năm đến bây giờ chúng ta vẽ rất nhiều biểu đồ từ biểu đồ tròn biểu đồ đường biểu đồ cột à, biểu đồ miền À, đặc biệt là với biểu đồ cột chúng ta đã vẽ qua biểu đồ cột đơn, cột ghép và cột chồng. À, trong cái bài kiểm tra cuối kỳ này cô sẽ cho các em vẽ biểu đồ cột và đây là một cái bài tập các em tham khảo à, dựa vào bảng số liệu diện tích sản lượng lúa của đồng bằng sông cửu long và của cả nước chúng ta sẽ cùng tính cái tỷ lệ à, diện tích và sản lượng lúa của đồng bằng sông cửu long so với cả nước rồi sau khi chúng ta có các kết quả tỷ lệ về diện tích và sản lượng lúa của đồng bằng này, chúng ta mới bắt đầu tiến hành vẽ biểu đồ thể hiện cái tỷ lệ diện tích và sản lượng lúa của đồng bằng sông cửu long so với cả nước và cô nhắc lại đây là một cái bài tập tham khảo số liệu này là số liệu cũ cô lấy từ trong sách giáo khoa À, năm 2002. À, nhưng khi các em à, làm bài kiểm tra cuối kỳ thì cô sẽ lấy số liệu mới, lấy số liệu của năm gần đây nhất. Ví dụ như năm 2019 hoặc là năm 2020, năm 2021 à, để chúng ta vẽ à, như vậy là phần ôn tập của cô về phần lý thuyết và kỹ năng đến đây là hết. À, cô à, chúc các em à, ôn bài học bài tốt, đạt kết quả cao trong à, kỳ kiểm tra cuối học kỳ hai sắp tới. À, chúc các em nhiều sức khỏe là và hẹn gặp lại các em ở những tiết học sau.